Nhìn vào ứng viên vô địch của các giải đấu lớn, tại Tây Ban Nha thì Real Madrid với sự bổ sung Kylian Mbappe trong kỳ chuyển nhượng hè chắc chắn là cái tên được trông đợi nhất. Vị trí thứ hai, nếu xét theo khía cạnh đầu tư thì Atletico Madrid với gần 200 triệu euro vun đắp vào đội hình mới hợp tình hợp lý. Trong khi đó, Barcelona có gì trong tay sau một phiên chợ mà họ mất nhiều hơn là được? Xin thưa là họ có Lamine Yamal. Hẳn là nhiều người còn nhớ cái cách mà Ronaldinho là ngôi sao sáng nhất gồng gánh cả một câu lạc bộ trước giải ngân hà Galacticos 20 năm về trước. Một mình Rover từng là biểu tượng một mình gánh đội và là người duy nhất tạm dừng được mối thù hàng trăm năm tại siêu kinh điển bằng màn trình diễn thổi bay cả những sự thù ghét từ các Madridista. Sau đó khoảng mười mấy năm, khi mà giai đoạn Tiki-Taka chấm dứt, tam tấu MSN tan đàn xẻ nghé, chỉ còn một mình Leo với những bước chạy ma thuật đóng vào quỹ bàn thắng của Blaugrana cứ tầm 30-40 bàn mỗi mùa mới đủ được. Và giờ đây, Lamine Yamal sẽ được kỳ vọng có thể tái hiện những điều đó, đưa câu lạc bộ vượt qua bối cảnh tài chính để dần trở lại với vị thế hàng đầu. Con đường ấy thì xa lắm, nhưng mà trước mắt anh sẽ phải trở thành một tín ngưỡng ngay lập tức, giống như Jude Bellingham phía sau màu áo trắng của đại kình địch ngay mùa debut năm ngoái thôi. Cristiano Ronaldo, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, từng là kẻ thù không đội trời chung của những fan Barca, cũng đã phải dành lời khen cho tài năng của Yamal. Tôi thấy Lamine Yamal có nhiều tài năng. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ không gặp vấn đề gì trong tương lai. Và tôi nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ này. Ronaldo nói về Yamal, nhấn mạnh sự ngưỡng mộ của mình dành cho cầu thủ trẻ đang khoác màu áo mà anh chắc chắn chẳng phải là fan hâm mộ. Trước đó thì Michel, huấn luyện viên của Girona, sau khi chứng kiến Barcelona đánh bại đội bóng của mình với tỷ số 4-1, đã không ngần ngại phát biểu: "Thật khó để tưởng tượng rằng sau Messi sẽ có một người như anh ấy xuất hiện, nhưng tôi hy vọng Lamine sẽ tiếp tục tiến bộ vì anh ấy là cầu thủ có thể đạt đến đẳng cấp đó." Dường như Yamal đã sẵn sàng để trở thành một trong những biểu tượng tiếp theo của Barcelona, một điều không ai ngờ đến khi anh lần đầu tiên ra mắt đội 1 ở tuổi 15 vào năm 2023, được đôn lên từ học viện La Masia danh tiếng, nơi đã sản sinh ra những huyền thoại như Xavi, Iniesta và đặc biệt là Lionel Messi. Yamal không chỉ kế thừa những gì tốt đẹp nhất từ học viện này, mà còn tự mình khắc ghi dấu ấn độc đáo trên sân cỏ. Trận đấu gần nhất là thất bại 1-2 trước Monaco ngay trận mở màn C1, dù Barcelona gặp phải thất bại đáng tiếc sau những sai lầm của Marc-André Ter Stegen và chiếc thẻ đỏ sớm của Eric Garcia, nhưng Lamine Yamal lại là điểm sáng hiếm hoi. Trận đấu này chứng minh rõ ràng rằng Yamal là một cầu thủ thực sự có thể phá vỡ thế trận và tạo nên sự khác biệt, ngay cả khi Barcelona phải đối mặt với áp lực lớn từ Monaco. Yamal vẫn tỏa sáng với những pha bóng tinh tế, khéo léo vượt qua các hậu vệ và tạo ra những cơ hội ghi bàn hiếm có cho đội nhà. Sự điềm tĩnh và khả năng đọc tình huống của Yamal trên sân đã khiến cho người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ. Một trong những pha bóng ấn tượng nhất trong trận đấu với Monaco là khi anh nhận đường truyền từ Casado, tăng tốc và vượt qua hàng phòng ngự của đối thủ trước khi tung ra cú dứt điểm vào góc hẹp. Yamal đầy tự tin và bản lĩnh trong bối cảnh mà đội bóng của anh mất người và thậm chí là còn chưa phải nhận bàn thua trước đó không lâu. Đây không gì khác ngoài bản năng của một ngôi sao, bóng dáng của một đầu tàu, một siêu cầu thủ trong tương lai gần. Áp lực của tập thể khiến cho Rafinha, Robert Lewandowski và Pedri gặp những vấn đề, nhưng một trong hai cầu thủ trẻ nhất đội ở lứa tuổi 17 thì cho thấy bản lĩnh hơn lúc nào hết. Anh còn không ngần ngại chạy đi ăn mừng, khai phóng nền tảng tâm lý đang gặp rất nhiều vấn đề của đội bóng, từ đó đưa cuộc chơi trở lại với thầy trò Hansi Flick. Huấn luyện viên của Barcelona dĩ nhiên là không thể vui với thất bại, nhưng ông cũng đã công bằng dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Yamal sau trận đấu trên. Lamine là một cầu thủ tuyệt vời. Bàn thắng anh ấy ghi được thật tuyệt vời và anh ấy đã mang lại cho chúng tôi sự tự tin trở lại. Nhưng chúng tôi cũng phải bảo vệ những cầu thủ này ở La Liga và Champions League. Hansi Flick nhận thức rõ về tài năng của Yamal trong một thế trận mà anh chắc chắn sẽ đơn độc hơn mọi khi. Khi mà triết lý pressing tầm cao phá sản vì thiếu cầu thủ cần thiết, Barca lộ ra những điểm yếu khi phải tìm đến với phong cách phòng ngự, kéo thấp đội hình mà họ chưa từng thuộc về. Sóng gió là điều không thể tránh khỏi, nếu chiến thuật không thể cứu vãn tình thế, sẽ chỉ còn cá nhân, còn những phương án phối hợp tạo đột biến nhiều hơn. Và trong bối cảnh như vậy, một lần nữa thì Yamal lại chứng minh sự đặc biệt của mình. Lần đầu tiên Yamal gặp Lionel Messi, huyền thoại mà anh đang được so sánh hiện nay, đã tình cờ vào năm 2007 khi anh mới chỉ 6 tháng tuổi.
Messi lúc đó trong chiến dịch từ thiện kết hợp giữa tờ Catalan Diario Sport và tổ chức UNICEF đã tắm cho Yamal trong một bồn nước nhựa nhỏ. Đó là một khoảnh khắc thú vị và bức ảnh này sau đó được cha của Yamal, Munir Nasrawi, đăng lên Instagram với dòng chú thích đầy xúc động. Sự khởi đầu của hai huyền thoại. Ai có thể ngờ rằng đứa bé trong bức ảnh ngày đó lại có thể bước vào những bước chân của Messi trên con đường trở thành biểu tượng của Barcelona. Nó giống như được Chúa chạm vào vậy, và phép màu đó đang được lan tỏa trong bối cảnh Barca hơn lúc nào hết cần một vị cứu tinh trong đội. Tại Champions League, Yamal đã lập nên một kỷ lục đáng chú ý. Anh trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn trong lịch sử giải đấu. Ở tuổi 17 và 68 ngày, chỉ kém người đồng đội tại Barcelona, Ansu Fati có 4 tuần. Bàn thắng của anh trong trận đấu với Monaco cũng như anh đã phát biểu. Nó gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới người hâm mộ Barcelona. Trên Instagram, Yamal viết: "Không phải trận mở màn mà chúng ta mong muốn, nhưng đây chỉ là khởi đầu, mọi sự vẫn còn tiếp." Một cầu thủ chỉ mới sắm vai trụ cột trong mùa giải trước, thi đấu cho Barca trong giai đoạn không phải là tươi sáng nhất của câu lạc bộ, ở độ tuổi còn là 16, lại đang tiếp tục khiến truyền thông phải phát cuồng. Cách đây có chừng 2 tháng, Yamal đã ghi dấu ấn đậm nét tại Euro 2024 khi anh góp phần đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch. Bàn thắng lịch sử của anh trong trận bán kết với Pháp, một cú sút tuyệt đẹp từ bên ngoài vòng cấm vào góc cao đã giúp Tây Ban Nha cân bằng tỷ số, đưa anh vào lịch sử của giải đấu khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Euro ở tuổi 16 và 362 ngày. Đây là một khoảnh khắc không thể quên đối với Yamal và người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Cựu tiền đạo người Anh Gary Lineker đã ca ngợi anh, một siêu sao đã ra đời, trong khi Alan Shearer thêm vào: "Làm như thế thì thật là vô lý." Ở cấp độ đội tuyển, Lamine Yamal đã trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha trong một giải đấu lớn khi ra sân trong trận đấu với Croatia tại Olympia Stadion Berlin. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn kiến tạo cho Dani Carvajal ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước chính đối thủ này và lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất có pha kiến tạo trong một trận chung kết Euro. Sau thành công cùng với đội tuyển, Barcelona đã chính thức trao cho Yamal chiếc áo số 19, số áo mà Messi từng mặc khi mới bước vào đội 1. Nó cho thấy niềm kỳ vọng lớn mà Barcelona dành cho anh, mong muốn rằng con đường huyền thoại được rộng mở và kịch bản về thêm một hung thần siêu kinh điển sẽ lại được tái hiện. Yamal với tài năng và bản lĩnh của mình dường như đã sẵn sàng để đáp ứng những kỳ vọng đó. Tại Barcelona mùa này, Yamal đã ghi tổng cộng 4 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 6 trận đấu đầu tiên của mùa giải 2024-2025, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với mùa giải trước khi anh đã ra sân trong 50 trận và ghi được 7 bàn. Dù mới chỉ ở độ tuổi 17, nhưng Lamine Yamal đã sẵn sàng viết tiếp những chương sử hào hùng của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Anh không chỉ là tương lai của câu lạc bộ, mà còn là niềm hy vọng của cả nền bóng đá Tây Ban Nha. Năm ngoái, người ta còn không biết lấy ai làm gương mặt poster trong những trận siêu kinh điển triệu người mê. Nhưng bây giờ thì không còn ai nghi ngờ về vị thế của Yamal, đặc biệt là sau danh hiệu cùng với đội tuyển là minh chứng. Yamal chuyên nghiệp, Lamine Yamal cần cù, Lamine Yamal khiêm tốn, và kết hợp cùng với việc tài không đợi tuổi, viễn cảnh cu cậu trở thành biểu tượng mới tiếp bước Messi là vô cùng sáng lạn rồi.